Nếu một trong các dịch vụ Internet cố định, truyền hình số và di động mà bạn đang sử dụng bỗng dưng gặp lỗi và bạn cần được hỗ trợ ngay, hãy sử dụng tính năng báo lỗi dịch vụ trên ứng dụng MyViettel. Bạn hãy đăng nhập ứng dụng MyViettel bằng tài khoản dịch vụ FTTH hoặc ADSL. Nếu không, bạn cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản di động hoặc Dcom, rồi dùng tính năng đa tài khoản để chuyển qua tài khoản FTTH hoặc ADSL. Bước 1, bạn chọn tính năng báo lỗi dịch vụ ngay trên màn hình trang chủ, sau đó ấn vào dấu cộng nhỏ nằm ở góc phải màn hình. Bước 2, bạn sẽ có hai lựa chọn: kiểm tra ngay hoặc nhập yêu cầu xử lý. Với lựa chọn kiểm tra ngay, hệ thống của Viettel sẽ tự động phân tích lỗi và đưa ra cách giải quyết giúp bạn. Với lựa chọn nhập yêu cầu xử lý, bạn sẽ tự mô tả vấn đề của mình gặp phải vào phiếu yêu cầu xử lý để được nhân viên Viettel hỗ trợ. Khi chọn kiểm tra ngay, sau một thời gian phân tích, hệ thống sẽ thông báo có kết quả. Bạn nhấn vào xem chi tiết để xem lỗi đang gặp phải. Để biết được hướng xử lý, bạn tiếp tục nhấn vào phần lỗi, sau đó thực hiện theo các bước được gợi ý. Tuy nhiên, nếu hệ thống thông báo lỗi của bạn cần được chuyển tới nhân viên Viettel, lúc này bạn cần thao tác nhập yêu cầu xử lý và tự mô tả vấn đề đang gặp phải. Trên giao diện nhập yêu cầu xử lý, bạn sẽ thao tác như sau. Tại mục thuê bao yêu cầu, sẽ để mặc định account bạn vừa đăng nhập. Bạn có thể ấn vào phần thuê bao yêu cầu này để chọn báo lỗi cho các dịch vụ khác, chẳng hạn di động hay truyền hình số trong danh sách đa tài khoản. Tiếp theo, bạn nhập số điện thoại liên hệ của mình. Sau đó, bạn chọn nhóm phản ánh là dịch vụ Internet cố định và chọn chủ đề lỗi mình gặp phải, chẳng hạn là hỗ trợ về Wi-Fi. Tại mục nội dung phản ánh, bạn cung cấp các chi tiết về lỗi như thời gian xảy ra lỗi, mô tả lỗi, câu thông báo lỗi, tên thiết bị bạn đang sử dụng, vân vân. Cuối cùng, bạn chọn thời gian phù hợp với lịch của bạn để kỹ thuật viên đến hỗ trợ và nhấn nút gửi. Khi màn hình hiển thị thông báo yêu cầu của quý khách đã được tiếp nhận, nghĩa là bạn đã báo lỗi thành công, Viettel sẽ chủ động liên hệ để hỗ trợ bạn sớm nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi tình trạng xử lý lỗi trên chính màn hình báo lỗi dịch vụ. Các lỗi sẽ được ghi rõ trạng thái là mới tạo, đang xử lý hay đã hoàn thành. Nếu trạng thái hiển thị là hoàn thành, nghĩa là trường hợp của bạn đã được xử lý thành công. Bạn có thể sử dụng dịch vụ bình thường. Bạn có thể nhấn chọn vào lỗi để xem chi tiết về quá trình xử lý lỗi được lưu lại trên hệ thống. Tại màn hình này, bạn cũng có thể đổi lịch hẹn với nhân viên kỹ thuật hoặc liên hệ hotline giải đáp nếu cần. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng dịch vụ của MyViettel. Hãy tải và trải nghiệm ứng dụng MyViettel ngay hôm nay!